Hậu nãy không biết có, không biết có hàng chưa? Hả? Có hàng hay gì? Có bắt ngồi. Đây là cuộc sống của mấy mò cá ngát. Bảy giá. Cuộc sống của người miền Tây làm nghề sông nước ban đêm. Mình quay chia sẻ đến ông bà cô chú anh chị em gần xa xem giải trí cho vui và đăng ký kênh ủng hộ cho mình, xin cảm ơn rất nhiều. Được có con hả? 6 giờ? Con một à. Xa quá, bằng đêm quay không thấy, gần gần không thấy. Bằng ngày thì dễ. Vì nãy được mấy con cua nữa đó hả? Mấy chục con. Cua nuôi ha, là cua? À, rồi đi dài dài vậy rồi đụng rồi bắt luôn ha. À, đi hồi xuống nước còn nhiều. Rồi à. Mấy gốc cần. Quá trời mũi luôn. Đây là cuộc sống thực tế của những người miền Tây. Kia này mò cá. Miền Tây sông nước. Mò cá dưới nước nè, đi dài dài vậy đó, gặp hang rồi thục. Giật chặn bắt, hay gặp hang bắt quay lên coi đã chứ ha. đi vậy đương quay vậy lọt bắt cho mấy bác anh chị đồ coi chơi. Chịu lọt ớt vô đó, đi về hên này cũng như mò kim đáy biển vậy đó. Mò kim đáy biển. Có khi thì cũng được vài con, người hai con ba con, có khi thì cũng không có con nào. Hên xui. Đó, đường ngời cái vợt đem theo đó, quá trời mũi luôn. Mũi nó bay gió quá mà. Cái mùa nam không có gió nè, đốt thuốc gì đây mà cũng còn bay. Quá trời, đụng vô dính là cắn, đụng vô cắn. Đụng vô là nó cắn mình nè. Đói hay nào gì đó. Mũi đói. Cái tại lại tới Hậu đó. Hậu đi dài lên nè. Bữa nay Hậu đi với kia này hai người. Mỗi bữa đi ba bốn người. Đầu nước lại nữa mới ị lại nhóc nữa rồi. Đầu nước là vừa mấy bữa đầu mới rút đó ha. Đấy tôi tới mấy bữa đó chừng nào đi ấy tôi điện rồi tôi coi sống quá im sống tôi qua liền. Đây là cuộc sống con tôm đỡ không? Ít xỉu à, cá này nước kém rồi, cá đặt lú cũng không có luôn rồi, sớm đặt kém quá. Nước này nhỏ quá ít. Đây là cuộc sống thực tế của người miền Tây làm nghề sông nước ban đêm. Mình chia sẻ đến ông bà cô chú bác anh chị em gần xa xem giải trí cho vui và cảm nhận cuộc sống của người miền Tây sông nước. Mình rất mong được sự ủng hộ và đăng ký kênh chia sẻ cho mình để mình học hỏi thêm, để có kinh nghiệm mình sẽ quay nhiều video hay tiếp theo để gửi đến cho ông bà cô chú mình xem giải trí cho vui nhé. Kiếm cái clip này hay quay thêm nữa. Sớm giờ ảnh khi mò được cũng có một con nằm dưới kia, mấy con cua đó, đi dài dài dưới nước dị hoài đó, mấy tiếng đồng hồ mới nghỉ. Thường thường mò chỉ là có mấy tiếng, 3 tiếng. 3 tiếng hả? Thời gian rất là lâu dưới nước, hàng ngày luôn. 3 tiếng. Mỗi ngày luôn. Xác là tới nước lớn. Đứng nước mới lên. Đi cái là cũng quen ha. Quen. Chứ không quen thì đi xuống không nổi đâu. Xuống quen. Hồi là lên liền á. Đâu chịu nổi đâu. Mũi nữa, quá trời. Giá cho chúng ngân hàng là dính cặp cho bự á.
Được, được con nào không? Hả? Ba con bé. Đó, vừa đi mà vừa lau thêm chiếc ghe đó nữa kìa. Tuốt tuốt ở dưới đó nè. Vừa lau thêm chiếc ghe rồi quá trời luôn à. Sao không neo lại mà lau theo chứ nó nặng? Hả? Hả là sớm ta đậu trên này nè, cái ta đi về lên cho nó nhẹ hơn. Lôi chiếc ghe nữa. Hả? Ờ. Lôi thêm chiếc ghe nữa. À, hai người mò sớm chứ giờ. Cái này thắt rồi. Mười mấy con. Nước không vậy đó. Dần dần mới thấy. Bằng đêm ánh đèn tới đâu đó thấy được tới đó. Còn lôi thêm chiếc ghe rồi bá luôn. Quá trời mũi luôn. Ừ, khoảng cây số. Rồi ở dưới nó đeo không mũi á? Đeo á. Đeo á. Nên nó coi dưới nước nó không có cắn. Lúc đầu lên nó chích cái đầu không. Giấy được cạn hang được cặp quay cho mà bà cô chú anh chị em mình xem vị trí cho vui và cảm nhận cuộc sống của người miền Tây sông nước. Gần tới mùa heo vậy. Ờ, chắc cứ cỡ tháng nữa ha. Tháng nữa có cá nước ngọt nó xuống á. Ờ, bữa nay mấy ngày này hình như cái gì kêu ong gì đó hả? Lăng ong hả? Cúng ong. Cúng ong phải rồi. Cúng ong là cúng cá ong á ha. Mấy người đi biển á người ta tổ chức ta cúng ha. Ờ. Cái tàu biển được á. Quá trời mũi luôn. Dù nặng nước chứ nó còn căng lỗ tai không à. Mắt mũi khi tùm lum trơn nè. Bay lưa lưa chứ. À. Được hả? Đó, giới được cho kia đó đi được một cặp thôi. Cặp quay lên đã chứ rồi nha. Đây là cuộc sống của người miền Tây làm nghề sông nước ban đêm thực tế luôn. Mình chia sẻ đến ông bà cô chú bác anh chị em gần xa xem giải trí cho vui và cảm nhận cuộc sống của người miền Tây sông nước. Mình rất mong được sự ủng hộ đăng ký và chia sẻ cho mình để mình học hỏi thêm để có kinh nghiệm. Mình sẽ quay nhiều video hay tiếp theo để gửi đến cho đại gia đình mình xem cho vui nhé. Được hả? Chụp hang hả? Hả? Được hang hả? Chụp khói. Chụp khói mấy ông bác sĩ này chạy chích không à? Ông này chứ ông chích quá trời. Bây giờ chích quá trời chích. Vô hang chừng con cho bá hai con gì coi quay coi đã dữ nha. Lọt hang bốn lưỡng cho mấy bà con của dễ không coi. Ừ. vô thí dụ có hang là mình chụp nó vô ha. Vô lấy cái cây này thục hay sao đạp á, giò đạp á. À, lấy cái giò đạp hang hết á hả? Ừ. Rồi cái đó thì về cái vợt thì chụp cái hang kia. Chụp hang rồi. À, còn mấy ông mò hang á, mò hơi á, mấy ông làm mau lắm. Mấy ông rút cái ống hơi. Ờ, à, lấy cái ống hơi ông thọt vô cái hang á. Ừ. Thọt ra liền à. Bởi vô bắt mau lắm, lặn có cá bắt tốc hành luôn á. Ừ. Bữa quay ông mò trên kia kìa. Lặn hơi vậy, bữa nó lên vô cả chục ký vậy. Ừ. Cá cái ra đực gì.
bắt cái giọt một. Ờ, cũng vô con giọt mà lặn cỡ nửa tiếng đồng hồ vậy mới lên. Ừ. Có ống hơi á. Mà cũng lặn hoài luôn á. Ờ, ăn ngày nào mệt thì lên nghỉ mệt à. Chừng nào ấy lên, chừng nào thấy cầm tiếng lên luôn à. Ờ. Quá trời mũi, đi đốt nhân mũi mới được. Nó ổn nhắm. Rồi. Nay mình mua cũng thắt luôn, không có gì luôn. Được mấy ký cá. Bốn cá lộn xộn, cá kèo nữa. Rồi. Hai ba con tôm gì. Nãy của anh Diệp được lú. Như mấy ký cá. Bốn cá. Cá ngát, cá kèo lộn xộn đó. Được mấy cái cua. Mấy cái cua nãy của anh Lương với anh Diệp. Nước này kém quá, anh ta làm thắt. Mình này cũng thắt luôn. Anh được mấy con sam nữa. Con sam. Ờ, mình đậu ra mình đợi hai kia đó mò cái có nó không về. Đây là cuộc sống thực tế của người miền Tây làm nghề ban đêm. Mình chia sẻ đến ông bà cô chú bác anh chị em gần xa, trong và ngoài nước xem giải trí cho vui và cảm nhận cuộc sống của người miền Tây sông nước nhé. Mình rất mong được sự ủng hộ và đăng ký kênh chia sẻ cho mình để mình học hỏi thêm, để có kinh nghiệm. Mình sẽ quay thật nhiều video hay tiếp theo để gửi đến ông bà cô chú bác anh chị em gần xa xem cho vui nhé. Sớm giờ bữa nay thắt rồi có ba con rồi. Kia đó thì kia đó được mấy con? Con một à, ngày này là ba con. Kia đó thì đó có con một à, sáng luôn rồi bữa nay thì đôi dép giống hả. Rồi, được con một luôn. Ồ, mấy giờ tới giờ? Rồi xuống á. 1-2 giờ. Trời ơi, lâu dữ vậy đó hả? 1-2 giờ tới chắc này. Sáng bếp rồi, chắc này cũng 5 giờ mấy rồi. Đó, quá trời luôn, cái hừng đông nè. Hừng đông sáng rồi. Phong cảnh thiên nhiên rất là đẹp luôn rồi nè. Trời đông sáng luôn. Đó, trời vừa hé hé lên rồi. Đây là ra ngoài bãi biển rồi, bãi giá rồi. Thì cầm tre cho cá nó lên cắm hang á. Cắm cây á. Ừ, mình chắc trà, mình kiếm cây á, mình chắc trà. Chắc trà té nó đẩy chết luôn. Trời ơi, mình cắm cờ cao cao lên rồi mình xí. Bắt cua nó kìa, nó cua nuôi nó kìa. Bắt mấy làm nghề sông nước mà con nào được bắt chứ, thôi cho con nào thì bắt con đó. Cho anh bắt con nào anh bắt.
bắt cho ít thì mình ăn ít, bắt cho nhiều thì mình ăn nhiều. Thuốc nè, làm điếu đi. Nóng cổ á. Hả? Hút cái gì đi, đi mò. Đêm về hút cỡ gói không? Nghỉ hút rồi hết bà. Hồi đốt, hồi đốt lia lịa luôn. Cái khô con cổ. Pha nước nóng á, ấm ấm theo hóp 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 vậy nó. Pha nước hơi nó cũng nguội. Rồi cái nó nguội. Để lâu nó lạnh ngắt. Lâu thì nó để ấm ấm nè. Mình uống nó đỡ hơn cái nước lạnh. Đỡ nóng khổ mình nó mặt. Sống của người miền Tây rất là vất vả. Bữa nay mình mua cũng thắt luôn. Bữa nay được có mấy cái cua với mấy cái cá vậy kìa. Có cua không ạ? Có anh Đặt Lú nữa được hai người mà đâu. Ký mấy vậy? Ký mấy cua. Ừ. Cua bự không ạ? Cua bự. Ít đồ mà nhờ gặp được hai hia này mò cá nè, mình quay để có video hay gửi đến cho ông bà cô chú bác anh chị em mình xem để trí cho vui cũng đỡ được một chút. Thắt mà không có video quay nữa thì nó rồi cái này 4 ký rưỡi còn 4 ký ha. Rồi hai người mò 4 ký cá ngã xong thiên nhiên luôn. Bữa nay thắt ít rồi mình xin kết thúc video mình về. Bữa nay mình cũng thắt luôn. Xin chào bà cô chú anh chị em gần xa, hãy xem kênh của mình giải trí cho vui và cảm nhận cuộc sống của người miền Tây làm nghề sông nước. Mình xin cảm ơn rất nhiều. Vừa mua xong rồi kiếm ra một ống cá trên đường mà mình về, mình sẽ quay cho đại gia đình xem tham quan ngắm cảnh sông nước của miền Tây Long Luân nhé. Mình rất mong được sự ủng hộ và đăng ký kênh của mình xem để giải trí vui. Xin cảm ơn rất nhiều. Trên đường mình đi về đại gia đình mình xem tham quan ngắm cảnh miền Tây sông nước nhé. Đây là cảnh thiên nhiên thực tế luôn, rất là đẹp, rất là tuyệt vời luôn, quá đẹp. Bên đây là bên đất liền, bên đây là cột cùng nấu giúp. Trong sáng sớm rất là đẹp, rất là tuyệt vời luôn.
được mình đi về, mình quay cho đại gia đình mình xem tham quan ngắm cảnh sông nước miền Tây cùng nội dung. Mình rất mong được sự ủng hộ và đăng ký kênh của mình xem cho vui. Mình xin cảm ơn rất nhiều. Đây là phong cảnh thiên nhiên thực tế luôn. Mong đại gia đình mình đăng ký kênh mình xem để trí cho vui. Rất nhiều phong cảnh đẹp và cuộc sống của người miền Tây làm nghề sông nước. Xin chào đại gia đình thân quen mới biết và chưa biết, hãy xem kênh của mình để trí cho vui và cảm nhận cuộc sống của người miền Tây sông nước nhé. Mình xin cảm ơn rất nhiều. Mình xin kết thúc video. Xin chào đại gia đình.